Đau thương Làng Nủ không phải đâu, bố mẹ tôi làm sao mà chết như thế được. Khi nhìn thấy Làng Nủ, nơi mình sinh ra và lớn lên tan hoang, chị Lục Thị Xim ngã quỵ xuống. Chẳng thể ngờ rằng lần gặp bố mẹ 5 ngày trước đó lại là lần cuối. Lớn lên ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, sau khi lấy chồng, chị Lục Thị Xim, 34 tuổi, về nhà chồng ở xã Lương Sơn, nhưng mỗi tuần vẫn không quên về nhà mẹ là bà Lương Thị Diệu 2 đến 3 lần. Vài ngày trước, khi trận lũ quét kinh hoàng đến thôn Làng Nủ, cả huyện Bảo Yên mưa nhiều, gió mạnh. Từ ngày 8 tháng 9, nhiều xã đã bị cắt điện lưới, mất sóng điện thoại, trong đó có 2 xã Phúc Khánh và Lương Sơn. Từ ngày 8 tháng 9, trời mưa nhiều, tôi không về nhà thăm mẹ và bố dượng được. Suốt những ngày đó, điện thoại không có sóng nên tôi cũng không gọi được cho bố mẹ, chị Xim kể. Sáng ngày 10 tháng 9, trời ngớt mưa, khi thấy con đường nhựa trước cửa nhà mình khô dần, chị Xim mừng thầm, nay về thăm bố mẹ được rồi. Nhưng do mất điện kéo dài, không thể cập nhật được tin tức, người phụ nữ 34 tuổi này không hề biết rằng cũng trong chính buổi sáng ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng đã san phẳng thôn Làng Nủ. Cho đến khi có nhiều xe của các lực lượng cứu hộ cứu nạn cấp cứu đi qua, rồi nghe người ta nói, tôi mới biết Làng Nủ gặp chuyện, chị Xim nghẹn ngào. Rồi vội vàng, chị Xim nói với chồng, biết không thể về nhà mẹ bằng xe vì tất cả các con đường dẫn vào đều bị chặn do đất đá sạt lở. Hai vợ chồng dắt nhau đi bộ hơn 5 km, vừa đi vừa khóc, vừa khấn, vừa hy vọng. Trên đường về nhà, gặp ai, người ta cũng bảo tôi rằng cả làng đều chết hết rồi, không còn người, không còn nhà, không còn gì cả, chị Xim nức nở kể. Khoảng trưa ngày 10 tháng 9, đứng trên mảnh đất thôn Làng Nủ, nơi mình lớn lên, thấy trước mặt khung cảnh hoang tàn, chị Xim ngã quỵ xuống. Không phải đâu, bố mẹ tôi làm sao mà chết như thế được. Cho đến khi tỉnh táo hơn, chị Xim nhận ra rằng cả Làng Nủ đều sẽ phải chịu tang. Ngoài mẹ và bố dượng, chị còn mất 3 người thân khác. Trong đó, thằng cháu gọi chị là cô ruột, nay mới gần 4 tuổi. Người ta mới tìm thấy thằng Biên lúc sáng nay, đưa nó về với nội để hòa táng rồi, chứ ở đây chắc không lo cho nó chu đáo được, chị Xim nghẹn ngào. Trong số 5 người thân của chị Xim đã mất tích, hiện còn mẹ chị và một người cháu họ vẫn chưa tìm thấy. Sáng qua ngày 11 tháng 9, khi thấy bố dượng được vớt lên từ nước lũ, chị cùng chồng và dân làng dội nước, rửa ráy cho ông lần cuối, sau đó nhờ chồng tiễn ông đoạn cuối trong cơn mưa nặng hạt. Chị ở lại bám làng, bám các anh bộ đội tiếp tục tìm mẹ. Suốt 2 đêm qua, chị Xim không chớp mắt, chỉ mong trời sáng để công tác cứu hộ được tiếp tục. Mỗi lần khi thấy các lực lượng chức năng và bà con báo đã tìm được thêm người nào, chị Xim đều chạy vội đến mong gặp mẹ. Hơn 2 ngày rồi, tôi chẳng dám hy vọng, mong mỏi gì nhiều, mất thì đã mất rồi. Tôi chỉ mong tìm thấy thân thể mẹ nguyên vẹn, sau này con cháu còn biết đâu là mộ bà, chị Xim nức nở. Tìm thấy thêm 12 thi thể ở Làng Nủ. Sáng ngày 12 tháng 9, công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ ở huyện Bảo Yên và thôn Nậm Tông ở huyện Bắc Hà tiếp tục khẩn trương. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng đã tìm được thêm 12 thi thể ở thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, nâng tổng số người tử vong lên 46 người, trong đó có nhiều học sinh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Hầu hết thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy đã có dấu hiệu phân hủy ban đầu. Thi thể các nạn nhân được các lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục xác định nhân thân và mai táng. Tại thôn Nàng Cũ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp tục thay ca, tranh thủ trời nắng ráo để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Những tiếng khóc xé lòng ở thôn Làng Nủ. Nhiều người dân thôn Làng Nủ vẫn nuôi hy vọng mong chờ có phép màu xảy đến với những người thân vẫn đang mất tích. Sáng 12 tháng 9 đã có thêm nhiều thi thể được tìm thấy sau trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tiếng gào khóc vang khắp cả khu vực phía sau nhà văn hóa xã Phúc Khánh khi những người dân nhận ra thi thể người thân được đưa về. Em ơi, chị mất hết rồi, cả hai cháu đều đi hết rồi. Nhà chị ngoài kia cũng ngập hết rồi, không còn gì. Tiếng khóc xé lòng của chị Lý Thị Hồng, người dân thôn Làng Nủ, sau khi các lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai con. 2 ngày hôm nay, khi thấy từng người trong làng được vớt lên từ dưới nước, trong đó không có con mình, chị Hồng vẫn mong mỏi. Chúng nó chạy kịp, chạy đi thật xa rồi, nên tạm thời chưa thể về. chị Lý Thị Hồng đã cạn nước mắt sau 2 ngày chờ tin con. Còn bà Hoàng Thị Sợi cũng là người dân tại đây, vẫn đang đi tìm một người con dâu và 3 người cháu còn đang mất tích. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, mệt mỏi sau 2 ngày đã khóc cạn nước mắt, không ngủ nghỉ. Bà Sợi vẫn hy vọng được trời thương, nếu không thì xót xa quá. Trong khi ấy, bà Long Thị Hến, ngụ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, người đã gả con gái về thôn Làng Nủ này cách đây hơn 1 năm, hiểu rõ rằng mong mỏi con mình còn sống, giờ này đã là điều không thể. Con ơi, 2 đêm nay con nằm ở đâu, chồng con vẫn đang nằm lạnh lẽo đợi con ở trên đồi kia kìa. Giờ mẹ cũng chỉ cầu mong hôm nay tìm thấy con để vợ chồng hai đứa có thể đoàn tụ được với nhau. Bà Hến khóc. Làng Nủ nằm dưới chân núi Con Voi. Bao nhiêu năm qua, theo nhiều người dân, gần 40 hộ dân tộc Tày sinh sống yên bình nơi đây, chưa từng hứng chịu thiên tai thảm họa nào nghiêm trọng như trận lũ vừa qua. Sau 2 ngày, hiện trường xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng vẫn là một cảnh tượng tan hoang. Cả khu vực lớn lầy lội, nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối mọi khi nay đã biến thành dòng sông bùn. Sáng 12 tháng 9, huyện Bảo Yên, trời hưởng nắng, không mưa, nhiệt độ trong khoảng 23 đến 25 độ C. Các lực lượng tiếp tục ra quân, lội suối, ngược dòng nước lũ, chạy đua với thời gian tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vùi lấp 158 người. Nỗi đau tột cùng trong đống đổ nát của Làng Nủ. Tại thôn Làng Nủ, ánh sáng mờ nhạt của buổi tối ngày 11 tháng 9 không thể xua tan được nỗi đau khủng khiếp của những người còn sống sót sau trận lũ quét. Anh Hoàng Văn Đồng, tay cầm nén hương, quỳ gục dưới lớp bùn đất, đôi mắt rướm lệ hướng về phía lực lượng tìm kiếm với hy vọng mong manh tìm thấy thi thể người thân. Trong nỗi đau đớn tột cùng, anh nghẹn ngào, tôi không biết cả nhà đã chết bao nhiêu người. Chị Phương Linh, một người mẹ đang đối diện với nỗi mất mát không thể diễn tả, gào khóc xin trời cho phép chị được nhìn con lần cuối. Giọng khóc nấc nghẹn của chị không chỉ khiến những người xung quanh phải rơi nước mắt, mà còn làm cho không khí tại hiện trường thêm nặng nề và đau đớn. Chỉ ít phút trước đó, thi thể 2 người con của chị đã được tìm thấy, khiến chị không thể đứng vững trước nỗi đau quá lớn. Hàng trăm cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 316 đã tập trung tại hiện trường, lội bùn và tìm kiếm trong những đống đổ nát. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, các lực lượng cố gắng làm sạch từng tấc đất, bới tìm và vớt những thi thể bị mắc kẹt. Trong không khí căng thẳng, các chiến sĩ vẫn kiên trì lục soát với hy vọng giảm bớt nỗi đau cho những gia đình bị mất mát. Khi tin tức về việc phát hiện 2 thi thể được thông báo, anh Hoàng Văn Đồng không còn sức lực, chỉ có thể quỳ xuống, tay cầm nén hương cầu mong sớm tìm được người nhà. Đôi mắt anh đỏ hoe, đầy lo âu và tuyệt vọng. Chết nhiều lắm, đến giờ tôi còn không biết cả gia đình, họ hàng đã chết bao nhiêu người. Những người phụ nữ thôn Làng Nủ ôm nhau khóc nức nở khi thi thể người thân được tìm thấy. Bà Hoàng Thị Bèn, 65 tuổi, nức nở ôm bộ quần áo của con gái, di vật cuối cùng còn lại. Và Hoàng Thị Bóng khóc gào khi nhìn thấy một bình phun thuốc trừ sâu, một kỷ vật gợi nhớ về chồng bà. Bà nghẹn ngào nói về sự vội vã trở về và nỗi mất mát không thể tưởng tượng nổi khi thấy chỉ còn bùn đất, không còn dấu vết của chồng và ngôi nhà. Một bức ảnh cưới được tìm thấy giữa đống đổ nát làm nổi bật thêm sự tàn phá. Bà Hoàng Thị Luật xót xa cầm tấm ảnh của cháu bé 2 tuổi, Quỳnh L, cùng tiếng nghẹn ngào về việc cả 4 mẹ con cháu đi bị cuốn trôi. Chỉ còn lại người bố bị thương đang nằm viện. Làng Nủ giờ đây đã trở thành một bãi bùn đất lạnh lẽo, một thôn bản từng xanh tươi và đoàn kết giờ chỉ còn đống đổ nát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường thốt lên đầy xót xa, không ai nghĩ nơi đây sẽ xảy ra một thảm họa kinh hoàng như thế. Ông cho biết tỉnh đang nỗ lực tìm địa điểm tái định cư để giúp người dân Làng Nủ sớm tái thiết cuộc sống, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn sẽ còn đọng lại trong tâm trí mỗi người.